U23 Thái Lan chốt huấn luyện viên trưởng nhằm đấu U23 Việt Nam. Đội tuyển U23 Thái Lan chuẩn bị công bố Isara Suitaro giữ chức huấn luyện viên trưởng, hướng đến các cuộc cạnh tranh trong tương lai với U23 Việt Nam. Tờ Thai Rác đưa tin, Liên đoàn bóng đá Thái Lan, FAT, chuẩn bị công bố vị thuyền trưởng mới dẫn dắt đội tuyển U23 Thái Lan. Isara Suitaro là gương mặt được FAT lựa chọn, trái ngược với những tin đồn trước đó, Ta Quang Pan được chọn vào ghế nóng. Ta Quang Pan, cựu tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai với danh hiệu vô địch V-League 2004, hiện đang làm JDKT của Bangkok United. Chủ tịch Kachorn Chiavanvong của Bangkok United vừa lên tiếng phủ nhận việc Ta Quang Pan, người có biệt danh Bang, trở thành huấn luyện viên trưởng U23 Thái Lan. Câu lạc bộ không hề biết về điều đó huấn luyện viên bang không có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc dẫn U23 Thái Lan, Chủ tịch Ca Chong nhấn mạnh hôm 12 tháng 10. Hiện tại mọi người đều đang tập trung để câu lạc bộ săn chức vô địch thai Lít. Đối với bản thân huấn luyện viên bang, ông đóng một vai trò quan trọng trên cương vị giám đốc kỹ thuật. Công việc trong thời gian này rất suôn sẻ, thoải mái, không có vấn đề gì. Không có lý do gì để ông phải thay đổi công việc vào lúc này. Nguồn tin của Thai Rác cho biết, Isara Suitaro là ứng viên được yêu thích nhất để dẫn U23 Thái Lan. Isara Suitaro từng là trợ lý của Akira Nishino trong giai đoạn 2019 đến 2021. Ông từng suýt được chọn dẫn đội tuyển Thái Lan trước khi Mano Ponkin được FAT tin tưởng. Nếu không có gì thay đổi, Isara Suitaro sẽ trở thành thuyền trưởng tiếp theo của U23 Thái Lan kể từ ngày 1 tháng 11. Thái Lan muốn chốt sớm huấn luyện viên trưởng để xây dựng kế hoạch đua tranh với U23 Việt Nam tại SEA Games 2023. Mới đây, Phó thủ tướng Kim chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan quân Wongsung yêu cầu phải giành huy chương vàng SEA Games 2023 tại Campuchia. quân Wongsung thất vọng với thành tích của bóng đá trẻ Thái Lan và nhấn mạnh hãy nhìn thành tích của các đối thủ trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam. Vị tướng 77 tuổi nhấn mạnh nếu không đạt huy chương vàng tại Campuchia, Pumpan Mung nên từ chức chủ tịch FAT. Ngoài mục tiêu chấm dứt sự thống trị của U23 Việt Nam ở SEA Games, U23 Thái Lan còn hướng đến giải U23 Đông Nam Á, ASEAN 2022 bị hoãn đến tháng 9 năm 2023, cũng như cạnh tranh cơ hội dự Olympic 2024 tại Paris, Pháp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.